Đây là chậu hoa 10 giờ, mình trồng khoảng 28 ngày. Mình tỉa bớt nhánh để cho cây nó mập, nó khỏe hơn là mình để nhiều nhánh. Chậu chưa nở rất là nhiều. Những cái bông hoa này nó nở có cái tai dài lắm, cho nên mình sẽ cột nó lại, cột nó cố định vô cái vòng tròn để cho nó đẹp theo ý của mình á. Đây là cây quạt bằng nhựa, nó bị hư rồi, mình chỉ giữ lại cái phần sống của nó thôi. Ở bên ngoài mình đặt thêm một cái vòng kẽm sắt để cho nó chắc chắn. Và những cái tai đó mình cột, những cái tai bông 10 giờ vào những cái gân của cây quạt đó để cho nó chắc chắn. Cái phần ở bên trái với bên phải mình sẽ cắt bỏ bớt. Mình sẽ cắt bỏ cho nó còn chỉ còn lại cái vòng tròn cố định thôi. Cắt bỏ bên trái với cắt bỏ bên phải thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình cắt bỏ cái phần rìa bên trái với bên phải rồi, nhìn thấy nó sẽ gọn ghẽ, nó đẹp hơn. Đây là cái bình nhựa bình thường thôi, mình quấn dây gân với keo cho nó dính lại và tạo hình cho nó. Cái bông mà nó dài quá, nó vượt quá cái vòng tròn, mình cắt bỏ nó nè, cắt bỏ nó ra, mặc dù nó cũng có nụ chưa nở.